năm để vô lại thành số đi với đói bụng rồi. Mình đi với đói bụng rồi. Sáng mình ăn cà rán chi ăn cái chua với cay không ấy. Đó là chịu đó mình chịu. Làm lâu ghê, tức muốn làm nhanh. Mà ly mà làm lâu kinh được, không hiểu luôn. Bay nằng nó chẳng làm cũng mười mấy người. Cái gì? Ừ? Nhanh lắm rồi. Làm nhanh. Ly làm nãy giờ hơn tiếng rồi. Họ làm 15 phút rồi xong nữa. Cả cũng nhanh. Quẹt 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 xong. Đùa lại cái đường cũ xí chứ mày. À mà chị mình đùa thôi chứ đâu có cả nữa đúng không? À, cái đường có cũ sẵn được gì á. Thì làm theo thôi gì đâu trời. Với ủ OT chị, OT mất 20 phút rồi. Thôi mày theo. Như xong rồi á. Thấy nói gì. Đi mất xa rồi về tối ngủ đã lần xuống ngủ liền luôn. Phê. Nói chuyện với ông Toàn ông kia. Đi ai nam làm hay nữ làm vậy mắc liêu nhiêu đó. Cái kêu nữ nam làm nhiều có làm thì nam tắm cho đồ sướng quá. Về đừng có đụng nước con nghe. Đâu, bà về con không rửa nước con gì trời hết. Dạ, nhưng mà mấy dạ, mấy ngày sau là bôi chèn xe tới. Dạ. Đặt xe chưa? Này lộn này đỡ đau. Đỡ đau với nhanh hơn. Nhanh hơn cũng đỡ đau. Dạ. Nó muốn rồi một kiên điểm nào quá. Dạ. Nó cũng làm ở đây luôn chị. Nào ở dưới 149 nhé. Liền mở ra đồng lớn liền. Dạ. Đó không Ly? Hả?
hậu á. Trùng nhỏ má còn à, bay lên tới lông mày luôn. Thôi chuẩn bị tốn tiền lương rồi. Mai. Hử? Mai. Mô mai. Mai 28 rồi. Ủa tháng này có chừng nửa ngày à? Thì tính ngày thôi chứ đang trừ. Tụi bay làm. Ủa mà có 28 thôi đó hả? Má ơi. Chị tưởng 30 ngày hả? Ừ. Rồi thì tính là mấy đứa làm mấy ta? Làm bao nhiêu nữa trời? 28. Chuẩn bị nhiều đây. Tính ngày mùng 10. Mùng 10 mà nghỉ thêm 19 ngày. 19 ngày nghỉ 6 ngày. Còn 13 ngày. Alo. Chị đó hả? Ừ. Chị đó, mình có đang mở đó không? Có em. À, để em qua em lấy bình thuốc trị mũi mà. À ok em qua đi. Dạ. Ok em. Lấy gì nhất là mình sáng này. Tháng này là mút mỏ. Làm đôi thả tiền đúng nhân viên luôn. Tháng ăn chờ luôn. Lần đầu tiên thấy cái tháng viên luôn. Đúng chắc tháng viên luôn. Nói còn khác. Nó có 8 nè. Cười. Nghe nó cười. Không mê tiền, không mê kinh, nhưng mà em cũng thích ăn từ lâu.